của bố con không có đem tiền đâu nha. Thì thiếu nợ. Con tôi đi về luôn. Khoảng 7 giờ tới chừng. Đó, ngon chưa? Cái này lấy gì xíu mại quá. Đâu đã chưa? Là lấy cái này quay nhận cái này rồi. Cái gì? Hành. Hành lấy đó. Quan trà. Muốn nhìn cái mặt không hành này. Đó. Mới cho anh nhé. Đi thở đi anh nhé. Đâu, ngã đâu phải ăn đi. Đó là xíu mại. Một xíu mại không hành đấy chị. Xíu mại không hành. Đó, những con bánh mì ốp la này, cà phê xương à. Hồi nãy là gọi ốp la xíu mại. Bỏ cặp qua bên kia. Ốp la xíu mại. Chứ không phải bánh mì xíu mại. Hồi nãy á, bố tới á, cái xe này. Chuyên vậy chị. Xíu mại này không có trứng nước riêng vậy bà. Chị gọi là ốp la xíu mại mà. Đó, cái ý ăn đó. Thôi nói cô đi, con nói cô đi. À nè, cô đang lấy á. Cô đang lấy đó. Nô, nếu gọi ốp là ba tê không thôi. Nếu là, nếu thôi để gì bố ăn phần đi cho. Con gọi là xíu mại, ba, à, trứng con là ba tê. Con gọi là ốp là xíu mại ba tê. Thôi để gì bố ăn cho, để cô làm lại cho cô. Ốp là ba tê thôi. Cô làm lại cho bé một phần khác giùm nha. Giờ ý ăn gì? Ốp là ba tê đúng không? Ốp là ba tê. Đâu, đừng có làm chát. Đừng có làm chát xíu mại được nha chị. Là bà tê gì ý ăn có ngon cũng ngon luôn à. Nghe nghe họ à, hết đầu họng chưa? Lúc cũng được rồi. Dì bố hết đầu họng chưa? Dì, không, dì bố bây giờ là đau họng tại vì bố sáng nay dì bố phải cho tiền gì dì Út. Ré rồi ré tôi. Ré chi? Tôi nãy tôi định quay xe rồi đó. Tôi đứng tôi gọi thêm một cục nữa mà không được là tôi quay xe đó. Mặn bố. Em nó tương lên chứ, ba tê nó mặn rồi mà bố đem mua. Thì đang bực á. Hôm nay mình đi uống quán cà phê muối. Ngon nhất là nẵng. Không biết nghe hai đứa cháu mình nói vậy đó. Ngon nhất là nẵng cà phê ba đồ. Đây nè ba đồ, đây ba đồ. Ngon ngoài đường nè. Nơi rửa xe của ba đồ. Lên đi nhỏ. Lên cho nó luôn. Chẳng để ý đi cà phê Baro. Vì bố hôm nay trả tiền Baro. Cà phê này là cà phê đường phố hả bố hả? Mở hồi năm 2015. Ở đây hả? Ở ngoài đây hả? Nếu có ai kêu không? Ủa? Tùng có không? Tùng mới gặp cái nó hả? Ờ. Còn hai đứa kia nữa mà. Cái đó là gì vậy em? Đá, đá. Đá cà phê. Ồ, đá cà phê. Ồ, hay quá. Đây là cái này. Nôn không, nôn không, 12 ngày nữa về được uống cà phê muối nha. Alo, cái phải. Cái kho muối phải không? Ờ, kho muối với cà phê. Muối nó đánh lên chị. Không phải. Sữa. Sữa với muối. Muối, ừ, muối nó bỏ chút xíu cho nó. Thôi vậy đâu, muối. Rồi. Mà muối này, muối này. Thì muối, thì đó. Muối nó đánh này là nó có đứng. Nó đánh bằng kim, có meo. Cái này là đá cũng cà phê này, cái này. À. Đá cà phê này, còn cái này là của ý là chanh trà đào. Ý là sướng lắm, ngày nào cũng được uống chanh trà đào hết bà trẻ. À. Ý là bây giờ là coi như là tú lít luôn á. Ngày nào cũng được một ly đạt cái chân. Giờ bố nói chia tay mai bố không xuống, ý cũng chịu chứ phải. À. Bây giờ ý là bảo vệ dì bố dữ lắm, tại vì có dì bố mới chở đây được, còn không có dì bố đâu có đi. Hả, cô cháu đâu có đi. Là ý bảo vệ dì bố đó. Rồi. Dì bố làm đi. Ủa mà cái đó là cà phê.
Mà trong cái đó cà phê là cái đó là cà phê viên đá nha, cà phê viên đá mà đá. Cà phê mà làm thành đá đó. Ngon ha. Gì đó bố? Rầy khang á, nó mới rớt á. Đúng rầy nữa. Anh nói cái đá có cà phê này. Muốn đá nhiều, nó uống đá nhiều không? Cái gì bố cho? Nó không muốn đá nhiều không? Đánh ly luôn đi. Cái đó phòng. Cái đó phòng. Đây đây này quay nè. Bà đánh như vậy à? Bố đánh đây, bố uống là bố kiểu ri, còn mọi người đang bố đâu biết đâu. Uống thì tuổi thằng bố đó. Còn mọi người uống sao? Bố là bố kiểu ri thôi. Nó giống như cà phê sữa hết rồi. Không có gì đâu. Cũng được. Ngon. Cũng được. Cũng được đó, ngon rồi. Tại vì bố không thích cà phê. Không phải bố không cà phê nhưng mà ý cái của Tùng quảng cáo. Hiểu không? Cái không ok. Bạn, hiểu ý của nó không? Hiểu để nó toạc ra. Hiểu. 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 Anh lấy nấu mà dễ sợ như đó. Thì bố làm cho Nu luôn đi, nó đang cầm hai cái tay vậy sao Nu làm Nu? Tay cầm mấy một cây cầm. Thì dông về nhanh đi chứ, ngày mua một chửi với rầy mày quá đi. Đi làm bị ai chửi bị ai rầy hết mà giờ đi đây về chửi rầy 3 ngày đi mày quá. Mày quá rồi Dung ơi. Nó rầy khác á. Em ơi. Để xin ít đá nữa. Để cho Johnny về rồi Johnny đi chơi với Nu đi. Mới 3 ngày mà bố mệt rồi. Mày đâu chị ơi, cái quần em khang mày á, nội cái quần quá không đã mày đâu, chỉ có em chốt thôi chứ còn hắn không chốt được. Nó dễ mà, cái gì cũng được mà, có khó đâu. Chưa có đi ăn bánh mèo á chứ ba? Chưa. Trời. Tại vì đợi nó. Đợi Nu cái mờ Nu xong cái mờ Nu xong rồi mới đi ăn bánh mèo. Ăn bánh mèo nước mắm á. Như bỏ đá ít, bỏ đá ít bánh mèo, bánh mèo để biết một chỗ thành ra nó đang khô ăn đó chứ ăn bỏ đá ít nó ngon hơn. Hồi chiều nay má cô nó hỏi thăm chiếc quá trời dễ à. Nó hỏi về bên đó có làm gì nữa không, nó đi chơi suốt ngày. Nó nói là má hỏi chiếc á là mà tự nhiên hôm nay hỏi tuổi chiếc á. Hỏi nó mấy tuổi vậy, nói nó 40 rồi. Ê, thì nó dựng cái đó mới trong kỳ 1 nó để nó cho kiếm. Ghê vậy. Bữa nay là ông làm gì mà hỏi dữ. Quan tâm quá mất thì Dôm. Dôm ơi. Quan tâm quá mất thì. Quan tâm quá mất thì. Quan tâm quá mất thì. Dạ. Là nó hỏi Nu quá cỡ. Mà người đó là ai đó? Làm cái người làm massage, ơi massage cho Nu làm chị lấy trị liệu cho Nu á. Quan tâm hỏi qua Johnny à? Hỏi Johnny, hỏi quan tâm thế. Đây hai đứa cháu tôi nè, cho tôi chờ từ 7 giờ sáng mà cho đến bây giờ là 8 giờ 50 rồi. Đó thấy chưa gì rồi? Chị Dôn thấy không? Nè, sáng nữa. Nè, mới ngọt mặc áo dễ thương chưa chị Dôn? Chị bố họ ăn bờ á, chờ anh 7 giờ. Nó dễ thương chưa? Mặc dễ thương chưa? Anh tay ngủ đi, ngủ đi. Thấy không? Không dám đâu, vốt dậy từ 7, 5 giờ á. Thôi đi. Rồi. Hãy nhìn tay của em. Rồi ok, đi mày ngủ đi. Ngủ đi, 12 ngày nữa gặp nhau nha. Ok, bye nè. Bye nè, bye gì vô nè. Khoan từ từ. Bye vô nè. Nhìn tôi hắn giống như kiều ghê á. Giống như kiều dễ sợ luôn. Nói xíu. Ủa có chị hiểu. Bay John nè. Bay John. Nó bay bà trẻ. Bay bà trẻ. Bay múa. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ, em ráng gồng đây. Em ráng gồng đây đợi chị Dông về. Mô đợi vô đi, em đi chơi với vô đi. Còn nớ cho ở nhà đi. Nớ đi nhậu được. Vô đi này. À, ngon chưa? Cùng tấm áo mà. Cùng tấm áo. Cố tình mà, cố tình mà. Nhìn, nhìn đi nước đẹp quá hả? Nó làm đẹp chết. Thành đứa đơn nhất. Nhưng mà em nói tương đương.